Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay lại Di động Hưng Phúc. Tiếp tục clip thứ 6 hôm nay, giới thiệu anh em biết mấy này nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356. Và quy định mua máy thì mình xin nhắc lại đầu clip nha, cho những anh em chưa biết thì dễ bề mà mua máy rồi cho nó thuận tiện nha anh em. Đây, cọc trước cho mình cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với 15 chữ số mã thẻ. Thì tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền máy lúc anh mạo được hàng. Thí dụ anh em cọc 50 á thì cái máy 1 triệu rưỡi thì anh em cọc 50 trừ 50 là còn 1450 cộng thêm phí ship. Mình không bao ship nha anh em, cộng thêm từ 30 tới 35 ngàn tiền ship nha. Và những anh em nào mà tin tưởng chiếm khoản thanh thì mình bao ship cho anh em. Còn những anh em cọc thì anh em chịu phí ship cho mình nha. Rồi, không lòng vòng nữa. Clip hôm nay con máy đầu tiên là con em iPhone 5C. Con máy màu trắng anh em. Máy thì ngoại hình đẹp tầm 97 nha. Đó, máy rất là đẹp, 16GB. Nhỏ gọn, anh em nào mà thích máy nhỏ gọn đút túi để bỏ đọc nghe gọi cho nó thuận tiện thì con này là ok luôn. 16GB quốc tế, bỏ SIM vô là xài nha anh em. Đó, máy sạch trơn hết, không có tài khoản hết ha. 5C giá 950k, kèm sạc nhất lực luôn cho anh em. Con máy thứ hai là Samsung Z510 màu trắng. Con này thay vỏ nha anh em. Đây, thay vỏ sườn mới keng luôn. Z510 màn hình 5 inch 2 anh em. RAM 216 nha, pin 3000. Đó, mọi chức năng đẹp, máy đẹp keng luôn, kính không có trầy luôn. Z510. Rồi, báo giá nhanh cho anh em luôn con này. 1150. 1150. Kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ nha. Tất cả các chức năng thì ok hết. Đó. Báo nhanh gọn cho anh em luôn. Đó. Camera đẹp nha. 1150. Kèm sạc giá lực luôn cho anh em. Tiếp theo là con A10. Samsung A10. Ngoại hình thì vỏ đây mình coi coi. Xước sát nhìn nhị thôi anh em. Xước sát nhìn nhị thôi ha. Một hai vết trầy thôi. Còn đẹp. Màn hình 6.2 anh em, RAM 232, pin 3400 nha, Samsung A10, còn pin không đây. Con máy này hết pin mất rồi, tiếp mình sạc pin nha anh em. A10 nha, đó, máy ngoại hình còn rất là đẹp. Con này giá 1750, 1750 kèm sạc chi dán lực cho anh em luôn, con này mình đã giá sẵn rồi nè. Tiếp theo là em Xiaomi S2, thay nếp sau anh em, mới keng luôn. Đó, màu xám ha. Con này RAM 3 và nhớ 32. Màn hình 599, pin 3000. Đó, cấu hình thì báo sẵn trong clip cho anh em nghe rồi nha. Không có gì lộn xộn hết. Đó. Máy thì chức năng ok. Đây, RAM 3GB nè. RAM 3 này. Đó. RAM 332. Wi-Fi thì mạnh nha anh em. Chức năng ok, cam đẹp, Xiaomi S2, con này em giá 1.700.000 nha, 1.700.000 kèm sạc giá lực luôn. iPhone 6s anh em, máy đẹp, trời xước gì nhỉ, màu hồng nha, đây, sườn có xước sát này, 6s con này 32GB nha, quốc tế, mọi chức năng ok. Đó, sườn có xuất sắc như vậy. Vân tay vân chân đầy đủ ha. Ok hết, máy này không có full vân luôn. Rồi, báo giá nhanh cho em luôn. Quốc tế bỏ SIM là xài luôn nha. Con này đến nhanh em 2.500.000 nha. 2.500.000 32GB. 6S. Đó, máy thì vỏ nó có xuất sắc như vậy. 2.500.000 anh em. Tiếp theo là em Samsung A30 bản hàng. Máy đẹp chín chín luôn anh em. Kính này nên thay không có vết xước luôn nha, lưng này keng sạc beng luôn. A30 màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000, máy phải nói là cực đẹp, không thể chơi vào một điểm nào hết anh em. Đó, rất nét nha, màu trắng tinh khôi luôn, cực đẹp, máy quá là nét căng luôn, cam kiếc các kiểu là điều đẹp hot, không có điểm gì chê hết anh em. Còn này đó, wifi này cực đẹp. A30 Samsung A30 máy đẹp chín chín luôn anh em, giá 2.800.000 nha, 28 kèm sạc giá lực cho anh em luôn.
Tiếp theo là em iPhone 6S lock, con này 64GB anh em, máy ring nha, 64GB, đẹp, đánh giá là tầm 97, sườn siết này anh em thấy rất nét, gần như là xuất sắc không bao nhiêu hết đó. Cưng đẹp này, kính đẹp này, máy lock nha, mình không bao sim ghép nha, anh em về kiếm cái sim ghép bỏ vô là xài thôi. 6S bán đời cao, 6S này, LL Mỹ này, 64GB này, test vân tay cho anh em xem, đó, full vân tay nha. Nói chung mọi chức năng ok hết, chỉ việc bỏ sim vô thôi, làm kiếm cái sim ghép bỏ vô là quốc thôi anh em, camera các kiểu đầy đủ hết, ok nha. 6S lock 64GB quốc tế, chỉ việc bỏ sim vô ghép vô nữa là xài thôi nha anh em. Con này để anh em giá của nó là 1950 1950, kèm sạc giãn lực cho anh em luôn nha, tại giãn lực cho anh em này, kèm sạc nó xong 1950 thôi nha. Tiếp theo là em Vivo i15, nắp sau đẹp này anh em, có ốp lưng kèm cho anh em luôn. i15 màn hình 6 inch 3, RAM 464, pin 5000, kính đại giãn lực đẹp keng, không gần như không có xước sát gì luôn. Vivo i15 đó, mọi chức năng ok hết, cấu hình rất là mạnh, 464 nè. Rồi nhanh gọn nhẹ luôn, Vivo i15 giá 2150 2150, kèm sạc cho anh em luôn nha, giãn lực rồi, RAM 464. Tiếp theo là em Samsung A50, Samsung A50 máy riêng, lưng sau thì có nhâm nhâm cho sạc lưng này đó, kính cam đẹp, chỗ chân sạc có đẹp trời đó, mọi chức năng nói chung là ok, đại giác lực rồi, kính đẹp, kính đẹp nha anh em. Samsung A50 đó, A50 màn hình 6 inch 4, RAM 464, pin 4000. Rồi nhanh gọn luôn, con này để em giá 3 triệu 2, 3 triệu 2 kèm sạc giãn lực cho anh em luôn nha. Một em Redmi anh em, Realme chứ không phải Xiaomi nha, Realme 6 này, đẹp keng luôn này, máy này còn bảo hành dài công ty luôn á, mẫu mới ra của Realme. Con này RAM 428, màn hình 6 inch 5, pin thì 4.3, cực trâu bò đó, mẫu đời mới luôn anh em, chức năng các kiểu, RAM 428, Realme 6, cam nó siêu nét đó, quá đẹp. Realme 6 nha anh em, cấu hình cao, 3 triệu 6 anh em, giá 3 triệu 6, máy đẹp tầm 98, kèm sạc giãn lực cho anh em luôn. Một em Vivo cùi cùi đây, Vivo i93 anh em, màn hình 6 inch 2, RAM 332, pin 4000, nắp sau 6 anh em, tài xước này, thì anh em thấy sử dụng này, không có keng nha. Đó, kính này, đại giác lực, có xước sát như vậy. Rồi thôi coi, bật đủ sáng lên tí rồi, đó, sáng nét luôn nha anh em. Màn có mấy với đốm phản quang nha anh em, có vài đốm phản quang nha, còn là chức năng ok hết ha. Con này RAM 3 bộ nhớ 32 nha, cấu hình mạnh, cam chụp quá nét luôn. RAM 332 Vivo có vết trời, nói chung là vỏ hơi trời trời, để em giá 1350 thôi, 1350, kèm sạc giãn lực cho anh em đầy đủ nha, máy rất đẹp nha anh em. Tiếp theo cho anh em là một con tab Intel, máy tính bảng Intel 7 inch, máy mới full box luôn, thành lý giá mềm cho anh em luôn, có cái bao da kèm theo nha anh em, đây, bao da dưới đây, cắp cáp tai nghe đầy đủ. Tab Intel màn hình 7 inch, về cho con em xem YouTube nha, xài sim vô tư, 7 inch nha.
con này để anh em giá 1.1 triệu, 1.1 triệu tròn anh em, 1.100.000 đó, máy mới luôn, tất cả các chức năng đầy đủ hết, kèm sạc cáp cáp đầy đủ cho anh em ha, 1.1 triệu một con nha anh em, anh em còn thì alo nha, về xem YouTube thoải mái luôn. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây, thằng ấy chào anh em, chúc anh em sức khỏe thành công nha, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh đúng không anh, chào cả nhà.